Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review dòng cá bảy màu full gold thuần chủng cho các bạn xem nha. Hiện tại mình đang show cho các bạn xem đó là dòng cá bảy màu full gold đầu xanh. Bởi vì thật ra thì full gold cũng có rất là nhiều loại. Full gold đầu xanh, full gold đầu vàng và full gold red bomb. Về full gold đầu xanh mình hiện có thì có một số điểm đặc biệt, đó là khi các bạn muốn xem được toàn diện vẻ đẹp của loài cá bảy màu này thì các bạn nên nhìn từ trên ở xuống, nên nhìn top view, nhìn trực tiếp từ trên xuống chứ không phải là nhìn ngang giống như là một số dòng cá bảy màu khác ha. Và điều đặc biệt thứ hai đó là cá bảy màu full gold này thì những con cá bảy màu trống sẽ full màu vàng toàn thân, riêng cá bảy màu mái thì chỉ có phần đuôi và một phần ở trên lưng thì có màu vàng thôi, và nó cũng pha thêm một chút màu xanh. Còn cá bảy màu full gold thái đầu vàng thì sẽ con trống cũng như con mái sẽ có màu vàng nhiều hơn và hầu như là full toàn thân là đều màu vàng hết. Riêng bảy màu red bomb thì giá rất là cao, cũng như là cái điều đặc biệt của nó là nó có thêm một cái mình gọi là cặp râu ha. Cái cặp râu ở dưới phần bụng của nó sẽ tỉa dài xuống, và dòng cá bảy màu đó thì rất là giá rất là cao và cũng rất là hot. Về cách ép cũng như là cách nuôi thì cũng khá là dễ chịu, không đến nỗi là quá khó nhưng cũng không phải là dễ như là cá bảy màu thường nha. Các bạn cần phải chăm sóc cho kỹ nó một chút về chất lượng nước cũng như là một số quy định cần đủ để nuôi lòn dòng cá bảy màu này. Thì đây mình show cho các bạn xem, mình nhìn ngang tổng thể của dòng cá bảy màu full gold này. Đó, như các bạn thấy thì con mái thì sẽ có phần đuôi và phần vây màu vàng, còn con trống thì sẽ hầu như là full toàn thân. Có một số bạn chơi cá kinh nghiệm lâu năm thì sẽ ví cá bảy màu này giống như là những thỏi vàng, bởi vì khi có ánh sáng chiếu vào thì lưng của nó và màu vàng của nó sẽ ống lên một màu ống rất là đẹp, rất là tươi. Đó cũng là lý do mà vì sao khi mà quay bằng máy phim có ánh sáng thì màu rất là đẹp, mà khi nhìn trực tiếp thì màu nó sẽ không bằng. Rồi, ok, tiếp của mình đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo về cá bảy màu cũng như là các loại cá cảnh khác ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy đăng ký kênh của mình để cập nhật những video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn vui vẻ.